Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của Token Online, và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm một con game mobile tại thị trường nước ngoài, cụ thể là thị trường Hồng Kông, có tên gọi là Raksasa Tris. Đây là một cái IP có tên gọi là dựa trên bộ manga có tên gọi là Trấn Hồn Nhai nha mọi người nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá con Trấn Hồn Nhai mobile này. Chính xác thì nếu dịch cái Raksasa Tris này ra, đó là Trấn Hồn Nhai nha mọi người nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá con Trấn Hồn Nhai mobile đi. Mình sẽ gọi là Trấn Hồn Nhai mobile đi cho nó dễ đọc. Rồi mình sẽ vào game nhé. Đây là phiên bản Hồng Kông. Các bạn có thể tải file APK cài trên điện thoại hoặc là giả lập. Nếu như các bạn dùng iOS thì em sẽ phải chuyển đổi store sang khu vực Hồng Kông nha mọi người nhé. Con game này thì toàn tiếng Trung thôi nên là chơi cho biết thôi anh em ạ. Mình sẽ chơi cho biết nhé. Về cơ bản thì nó làm dạng game thẻ tướng. Đó, chúng ta sẽ có các nhân vật ở đây. Trấn Hồn Nhai. Thật ra thì mình cũng không biết nhiều đến cái IP Trấn Hồn Nhai đâu, nhưng mà đây cũng là một cái IP khá nổi tiếng đấy anh em ạ. À, cái này có phải thẻ tướng đâu. Game hành động ấy nhá. Sorry anh em nhá. Dạng game hành động đấy. À đâu, vẫn là game thẻ tướng mà. Đây, mình nói thật là mình chưa tìm hiểu nhiều về game này ấy. Anh em thông cảm nhá. Game này game thẻ tướng nhá anh em nhá. Đấy, mình bảo sao. Đó, game thẻ tướng anh em ạ. Sorry anh em là mình không tìm hiểu, mình chơi như kiểu một game thủ mới luôn. Đây, bấm A tăng nhân vật để sử dụng kỹ năng. Lúc nãy là nó cho mình điều khiển, tức là nó sẽ làm theo kiểu là gặp thì vào chiến đấu. Đấy, các bạn dễ thể di chuyển nhân vật, còn lúc mà gặp kẻ địch thì các bạn vào chiến đấu theo kiểu dạng chiến đấu như thế này. Cái đồ họa game này cứ tối tối nhỉ. Mình nghĩ là do cái giả lập của mình ạ. Game nó chưa tối ưu tốt cho giả lập nên là nó hơi tối anh em ạ. Trông màu sắc nó hơi tối tối một tí, nó không được tươi. Cái này là do giả lập nhá. Mình nghĩ là các bạn thử các giả lập khác các thứ xem sao. Rồi, chúng ta sẽ vào game tiếp tục này. Chờ cho biết thôi. Vì không có mấy có tính chung nên là trải nghiệm nó hơi khó một tí. Đây, game nó cũng sẽ có một số đoạn cắt cảnh cốt truyện thì anh em để theo dõi. Rồi, mở hòm này. Tức là một cái màn chơi game này nó sẽ cho phép người chơi tự do di chuyển. Đấy, có nút unlock để các bạn có thể tự do di chuyển. Rồi, tiếp tục nha. Rồi, lại vào chiến đấu này. Đây là đầu boss này. Uầy, nhân vật game này vẽ rất là đẹp anh em ạ. Tiếp tục nha. Uầy, đẹp nhờ. Game này nó có cái phần art nó rất là đẹp luôn. Vẽ rất là đẹp luôn anh em ạ. Cảm thấy là đồ họa hơi tối, chắc là do giả lập thôi. Mình nghĩ là do giả lập chứ bình thường game nó chả tối như này đâu. Ai sao cái game này có chia thuộc tính này. 5 thuộc tính, 6 thuộc tính. Đấy, và đưa các phe, đưa các tướng cùng thuộc tính ra trận, nó cộng thêm chỉ số, nó tương tự các game thẻ tướng khác nhá. Hình ảnh đẹp. Nói chung là mình thấy là con game này đồ họa 2D thôi nhưng mà hình ảnh thực sự rất là đẹp. Và đặc biệt là cái phần thiết kế nhân vật ấy, nét dã man luôn, vẽ theo style manga. Mà cái style manga này nó không phải kiểu style chibi ý. Nó đẹp dã man luôn. Uầy, nhìn này, lại thêm một cái đoạn giới thiệu cốt truyện này. Đẹp và hoành tráng dã man nhỉ. Cái Trấn Hồn Nhai này mình chưa đọc truyện các thứ nên là thôi anh em thông cảm nhá. Cái này có cả bộ manga đấy, anh em có thể đọc cái bộ Trấn Hồn Nhai này. Đấy, các bạn có thể search trên Google cái là Raksasa Tris nhá. Đấy, cũng là tên game luôn, là Trấn Hồn Nhai đấy mọi người. Thì mọi người có thể đọc cái bộ manga này. Mình thì mình không đọc nên là mình không biết gì nhiều. Uầy, đẹp quá. Nhưng mà cái này do giả lập của mình thôi nên là nó không được màu, nó không được tươi cho lắm. Mình trải nghiệm cho biết thôi. Đấy, ngay phần đầu game mà. Con game này có bản quyền chính chủ nhá mọi người nhá, nên là nó sử dụng hình ảnh các thứ đầy đủ luôn. Đã thấy là nó rất đầu tư kể về mặt cốt truyện luôn. Được đấy, game này hy vọng là sớm có bản tiếng Anh. Đúng là game thẻ tướng nhưng mà nó có IP đây, các bạn thấy không? Chuyện này có IP xịn nó khác, làm hoành tráng dã man luôn. Còn về bản chất thì lối chơi vẫn là dạng game thẻ tướng nhá. Đấy. Này chơi không hiểu gì cốt truyện này rất là tiếc. Rồi, đặt tên này, cậu vàng. Chỉ được 5 ký tự thôi. Nên là mình bị gõ thiếu. Vì là tiếng Trung ấy, tiếng giản thể thì giới hạn 5 ký tự là cũng rất là nhiều rồi. Rồi, chúng ta sẽ đợi một lúc xoay xoay này. Này có thể do mạng.
Đấy, game mạng hơi lag vì mình đang chơi server Hồng Kông. Chúng ta sẽ có phần gacha nhé, các bạn sẽ được tặng một lượt quay tướng miễn phí. Ui, phần quay tướng thôi mà nó làm rất hoành tráng anh em ơi. Cái này có thể skip bỏ qua được không? Đây, mở thẻ, chúng ta sẽ ra một nhân vật rất là ngầu luôn. Thật sự là nếu các bạn đọc bộ truyện này thì các bạn sẽ biết những nhân vật này, mình không đọc mình không biết. Chúng ta sẽ đến phần nâng cấp nhân vật nhá. Chúng ta sẽ có thể tăng level này, mặc trang bị các thứ, đúng không? Đấy, sau này tiến hóa tăng bậc các thứ. Nói chung là chơi như con game thể tướng khác thôi. Lại tiếp tục chiến đấu vượt ải này. Game hướng dẫn rất là kỹ luôn. Cho tướng ra trận. Đấy, tối đa là 5 người nhá. Kích hoạt phe, 5 phe, 5 người hệ hỏa, 5 tướng hệ hỏa. Đó, chúng ta đưa tướng cùng phe ra trận thì nó cộng thêm tỷ số. Nói chung là phần trận hình của con trấn hồn nhai mobile này nó cũng rất là đơn giản và quen thuộc thôi. Bạn nào chơi game thể tướng nhiều ấy thì sẽ không khó để làm quen nha. Đây, ta sẽ có vượt ải nhận thưởng này. 1.1. Đây, lại nhận thêm tướng rồi. Lại tiếp tục chiến đấu thôi. Đấy, cứ chơi theo hướng dẫn của game. Cho thêm tướng ra trận. Lại tiếp tục chiến đấu. Như vậy là đội hình mình đã có 4 thành viên rồi. Đây, sau này có tăng tốc đấy anh em này. Mở đã mở áo tu nhá, còn mở tăng tốc là ải 2.4 thì sẽ mở tăng tốc. Thì trận đấu nó sẽ nhanh hơn. Và đây là mình đang chơi bằng Nook Player nên màn hình nó hơi tối, mình nghĩ là chơi bằng giải lập khác nó sẽ sáng hơn. Chứ game nó không thể có màu sắc nó tối tối như này được. Hơi khó nhìn. Để ý cái phần khắc chế thuộc tính nhá. Có cái một cái phe chuyên biệt này, phe âm dương này này, chắc là xịn nhất, không bị chịu ảnh hưởng bởi các cái phe khác. Nói chung là game dễ chơi, được cái đồ họa đẹp và nó dựa trên một cái IP cũng rất là nổi tiếng, Trấn Hồn Nhai. Không biết ở đây có bạn nào đọc cái bộ Trấn Hồn Nhai này chưa? Đấy, chúng ta có tính năng treo máy này, các bạn để treo máy nhận thưởng. Đấy, rồi chúng ta sẽ có phần mình sẽ xem phần tỷ lệ gacha nhé. À, chúng ta sẽ xem gần gacha này, gacha game này cũng sẽ có rất nhiều loại gacha nhau, gacha tình bạn, gacha bằng vé các thứ. Cái ngọc này là phải nạp hoặc là các bạn tích đủ vé thì các bạn phải quay. Tỷ lệ đây anh em ơi, tướng tím là 4%, tướng xanh dương là 45% và tướng xanh lá là 51%. Đấy, tỷ lệ nhá. Chiêu một cái này đi cũng 4%. 4% thôi. Nói chung không phải là cao đâu, tình bạn là 2%. Bình thường game khác tầm 5% nhưng game này có 4% thôi. Ui, tặng quà này. Được tặng tướng miễn phí này anh em này, ngon. Game tặng rất là nhiều phần quà luôn. Tặng kim cương các thứ này anh em này. Ui, tặng nhiều đấy. Tặng cả trang bị này. Tặng vé quay tướng này, được đấy. Game có ưu đãi rất là tốt. Mình sẽ vào đây quay. Rồi, chúng ta sẽ đi gacha nhé. Đó, quay được một tướng tím luôn. Ngon. Hệ gì đây? Hệ hỏa. Được rồi, quay thêm một lần nữa. Đấy, được tặng. Đấy lại. Nói chung tỷ lệ cũng ngon phết. Quay 10 lần, cứ 10 lần là được một tướng. Thế này thì tất nhiên có thể do mình hên nữa. Nhưng mà cũng ổn áp. Cũng phải là quá thấp. Đây, mình sẽ có các tướng này. Ưu tiên là sử dụng những cái tướng phẩm chất cao nhé anh em nhé. Đấy, ưu tiên là sử dụng tướng phẩm chất cao như vậy. Đấy, chúng ta sẽ mặc trang bị các thứ vào. Rồi nâng level cho tướng lên này. Đấy, có kích duyên nữa. Game thì có phần duyên phận. Sau này tiến cấp, tiến bậc các thứ này nọ. Đầy đủ luôn. Này nhìn như Triệu Vân ấy. Ngầu dã man. Rất là ngầu. Kích duyên lên này. Đó, chúng ta sẽ có phần kích duyên nhá. Tự duyên cộng lực chiến. Ưu tiên là sử dụng những cái tướng phẩm chất cao trước đã. Mặc trang bị này. Tự duyên này. Đó, mình sẽ nâng cấp đều lên. Tướng game này nó cũng sẽ chia ra các vai trò như là tướng tấn đỡ đòn này, tướng tấn công và tướng hỗ trợ. Thì các bạn lưu ý phần này. Rồi, test thử đội hình mới nha anh em nhá. Vào chiến đấu này. Đấy, về cơ bản thì con trấn hồn nhai mobile này nó như vậy thôi. Cũng không có gì quá là phức tạp cả. Mình sẽ bỏ mấy cái tướng cấp thấp ra. Đó, em thấy không? Tạm thời là như vậy nhá. Chưa đủ các cái tướng cùng phe nhưng mà có tướng tím này là mạnh rồi. Rồi, vào chiến đấu thử này. Quá mạnh luôn. Bây giờ đội hình mình quá mạnh. Rất là dễ dàng những vượt ải ban đầu.
Đấy, về cơ bản thì con chiến hồn nhai mobile này nó sẽ chơi như dạng game thể tướng khác thôi. Quan trọng là nó dựa trên một IP có bản quyền chính chủ. Thì nếu bạn nào mà quan tâm ý, mình sẽ để một đường link ở phần mô tả để bạn tải và nghịch thử con chấn hồn nhai mobile này nhá. Còn tất nhiên là game này thì hiện tại mới có tiếng tiếng Trung thôi, nên mình trải nghiệm cho biết thôi. Mình nghĩ là anh em đa phần cũng như vậy. Còn để mà chơi lâu dài thì các bạn nên đợi bản, nếu mà game này có bản tiếng Anh thì các bạn nên đợi bản tiếng Anh ấy. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi bên này của cậu Vàng nhé. Bạn nào thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh Tokyo Game Online. Cảm ơn em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye. We'll be right back.